Tội phạm buôn người lợi dụng TikTok để mở rộng địa bàn hoạt động. Lợi dụng ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok, nhiều tội phạm thành thạo công nghệ đang tìm cách mời chào đưa người di cư vượt biên trái phép để tìm đến miền đất hứa. Theo điều tra của AFP, thì hàng chục tài khoản TikTok đã đăng tải các nội dung quảng bá hoạt động buôn người tại Mexico, Guatemala, Colombia và Ecuador. Tài khoản TikTok của một nhóm bu người viết rằng, khởi hành vào cuối tuần này, những người từ Mexico muốn vượt biên sang Mỹ hãy để lại lời nhắn. Một tài khoản khác đăng ảnh trẻ vị thành niên trên một chiếc thuyền trên sông với nội dung mời chào cung cấp các chuyến vượt biên cho cả gia đình và trẻ em, theo báo cáo tổ chức di dân quốc tế. IOM công bố hồi tháng 2 vừa qua, những đối tượng buôn người lợi dụng thiết thoát để quảng bá thông tin đã đưa nhiều trường hợp vượt biên trái phép. Báo cáo cũng cho thấy rằng loại tội phạm này đã tiếp tay cho nhiều hành vi phạm pháp khác như là bóc lột tình dục trẻ vị thành niên. Tổ chức trên đã khảo sát hơn 500 người di cư đang ở điểm trung chuyển trong đó có gần 65% nói rằng đã sử dụng điện thoại thông minh và mạng internet trong quá trình di cư trái phép.